Anh có biện pháp nào cho đầu ổn trong quá trình để tóc dài 1-2 tháng kể từ khi là đầu đinh không ạ? Cái này thì anh cũng đã nói khá là nhiều về cái vấn đề mà mình đang để tóc ngắn mà mình muốn có nhu cầu chơi những kiểu tóc dài, kiểu nhìn nó Hàn Quốc một chút đúng không? Thì đầu tiên ấy thì về cái vấn đề mà bọn em đang đầu ngắn khoảng 1, 2, 3 phân, 4 phân gì đấy thì thường thường là tóc nó sẽ chỏng hết ra. Đấy, nó chỏng bên trên rồi nó chỏng xung quanh đầu đúng không? Mà mình nuôi ra thì mình không thể nào mình cắt được. Nếu như mình cứ cắt ra như thế thì mình không thể nào mình nuôi được. Thì cái vấn đề ở đây ấy, là bọn em chỉ cần trong cái quá trình mình nuôi ấy, nó bung này thì bọn em chỉ cần ép size xung quanh thôi. Bọn em nhớ nhé, bọn em chỉ cần ép size xung quanh thôi, còn bên trên thì bọn em có thể như dựng như thế. Nó đang ngắn thì mình có thể chơi mấy kiểu sport dựng. Đấy, dựng dựng cái đen nhìn nó vẫn rất là khỏe, vẫn không có vấn đề gì cả, vẫn rất là nam tính, vẫn rất là đẹp. Đấy thì xung quanh mình cứ ép cho nó gọn vào, mình sử dụng ép size mình ép cho nó gọn vào. Thì là khi mà mình ép gọn như thế thì mình mới nuôi được dài. Còn nếu như là bọn em không làm những cái phương pháp như thế mà bọn em chỉ có đơn thuần chỉ có nuôi ra thôi ấy, thì nó rất là nâu và nó hay bị nản. Nó được khoảng tầm 2 3 tháng bắt đầu nó tầm nâng chừng này tầm này nó xù bung ra. Đội mũ vào này nó cũng xù ra đấy. Và khi bọn em ép rồi thì lúc đấy bọn em chỉ cần cắt quanh cái vành tai này cho nó gọn thôi, quanh cái vành tai hay là bấm cái gáy cho nó gọn thôi là bọn em có thể nuôi được dài nhé. Thì ví dụ như là cái tóc của bọn em ấy bình thường thì mất khoảng tầm 3 4 tháng nó nhìn nó mới có cái mai dài như này đúng không? Nhưng khi bọn em ép sai ấy, thì nó chỉ khoảng tầm 2 tháng đến 3 tháng thôi là nhìn cái mai nó đã rất là dài rồi. Chính vì thế mà rất là nhiều bạn hỏi anh tại sao tóc anh lại nhanh dài thế, bởi vì mới đợt Tết thôi anh còn cắt trắng xung quanh như thế này. Đấy thì nó cứ bung ra đâu là anh ép tới đấy nó bẹp xuống, cho nên là nó cảm giác nó rất là tóc nó cảm giác nó nhanh dài hơn. Đấy nhưng thực ra thì nó vẫn mọc bình thường thôi, thì nó không 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 quá nhanh dài. Dĩ nhiên là anh vẫn dưỡng. Đấy thì đó là cái cách duy nhất thôi. Thì bọn em cứ em làm cho gọn xung quanh thôi là được. Đấy thì bên trên thì mình ngắn thì mình cứ sử dụng sáp để mình vuốt, những chơi những kiểu sport bao giờ nó có cái mái dài rồi lúc đấy thì mình bắt đầu mình chuyển sang mình tạo kiểu side part, middle part hay layer gì đấy. Thì lúc đấy uốn néo gì thì tính sau nhé.